Dạ em xin kính chào quý anh chị. Hôm nay em sẽ review cho quý anh chị xem một cái khu vườn rất là mát mẻ quá anh chị. Khu vườn này có dừa trong đất luôn, khoảng mười mấy hai chục cây gì đó. Rồi có chanh là đang cho trái luôn nha quý anh chị. Thì đất của mình là có mặt tiền 25 m, đường đá ô tô tới. Phía trước mình có con kênh rất là mát mẻ ha quý anh chị. Đó. Khu vườn mình nằm bên tay trái của em nè ha. Đó. Dọc xuống 25 m. Đây em đứng là rất là mát, gió thổi lồng lộng quý anh chị. Thì trước tiên em nói giới thiệu về cái vị trí em đang đứng ha. Thì chạy tới khoảng 100 m, nó có cái con ngã ba. Thì ngay cái đường này là cắt với đường Phú Hòa. Đường này nếu mà quý anh chị rẽ trái khoảng 200 m thì quý anh chị tới đường Cao Thị Tỉnh. Đó, quý anh chị rẽ phải thì mình về đường Lê Thị Lệ Chi. Con đường Phú Hòa này nó là con đường huyết mạch, đường lớn hả quý anh chị. Xe tải, xe ô tô 4 chỗ 7 chỗ chạy được hết hả quý anh chị. Còn đường trước đất mình là đường ô tô 4 chỗ 7 chỗ vẫn chạy được nha quý anh chị. Đó, thì ở đây mình rất là gần khu công nghiệp Bình Ninh nha quý anh chị. Từ đây mình về khu công nghiệp Bình Ninh tầm khoảng không tới một cây số là mình tới rồi. Khoảng vài trăm mét rồi quý anh chị. 500 mét là mình tới. Rồi, khu vườn của mình là khu vườn này nha quý anh chị. Đó, một cái hàng dừa lớn ở phía trước đường của mình. Có cắm trụ rào. Giăng kẽm gai nha quý anh chị. Hiện nay thì cái nền của mình nó bằng với lộ rồi nha quý anh chị. Mình về có thể mình nền này có 200 thổ cư, mình về có thể thêm thổ cư cho nhiều nền khác nhau. Đó. Cả cái nền này là 661,6 m². Đất mình là có 134 m² là đất cây hàng năm. Còn lại là tất cả còn lại là đất keo lâu năm và có trên đây có 200 thổ cư rồi nha quý anh chị. À, đặc biệt là 200 m² thổ cư rồi. Đó, em đi vô đất cho quý anh chị thấy ha. Đường vô đất mình rất là bằng phẳng ha. Đây là có một số cây dừa của mình, dừa Mã Lai nè quý anh chị. Con này là dừa thường. Cái dừa thường đang cho trái là phía ngoài. Do gia chủ ở xa bận cho nên không có chăm sóc. Phần lớn thì cỏ dại là nhiều. Quý anh chị nào về sở hữu khu vườn này mình cải tạo lại chút xíu là được ha quý anh chị. Phía sau này mình có gia chủ khác trồng mai. Mai làm mai nu kiện cổ ha quý anh chị. Còn vườn của mình là giáp ra đây ha. Đó, mới có mấy trụ cắm luôn rồi đó. Thì cái trụ này là trụ ranh của mình ha. Trụ ranh phía cuối. Cuối cuối đất của mình đó. Rồi đây liền kề là những cái trụ ranh có kẽm gai rồi. Nói chung là quý anh chị không bận tâm về vấn đề là ranh giới ha. Trên đất mình bằng phẳng rồi nha quý anh chị. Đó, rồi giáp ranh bên đây thì cũng có hàng rào B40. Dừa này của mình luôn nè. Đó, mình được 5-7 gốc chanh ha. Khoảng 15 cây dừa. Quý anh chị về chỉ cần rào thêm B40 xung quanh nữa là ok khu vườn này ha. Rồi khu vườn này hiện nay gia chủ đang kêu bán với giá là 780 triệu. Với diện tích là 661 m² có 200 thổ cư. 134 m² đất trồng cây hàng năm. Ở đây vị trí mình từ đây mình về Ủy ban nhân dân xã Bình Ninh
tầm khoảng 2 đến 3 cây số mình tới. Ở đây mình rất gần với giáp ranh với lại huyện Gò Công Tây ha quý anh chị. Từ đây mình băng qua huyện Gò Công Tây giáp ranh đó thì tầm khoảng 5 phút xe máy mình tới. Đường này là đường thông ngõ xóm ha quý anh chị. Đây vô đó cũng có 5-7 hộ có nhà trong đây ha. Đây là cũng có vườn tược trong đây của hộ dân canh tác ở cặp kinh này nè. Mỗi hộ dân canh tác khu vườn thì có cái cầu đi qua. Quý anh chị mình quan tâm vui lòng kết bạn với em theo số điện thoại là 0973 267 524. Em sẽ gửi thông tin sổ sách thêm cho quý anh chị tham khảo.